người hâm mộ hành hương tới Hàn Quốc ăn mừng kỷ niệm 10 năm BTS ra mắt. Ngày 13 tháng 6 năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với BTS. Nhóm nhạc nam nổi tiếng của Hàn Quốc kỷ niệm 10 năm kể từ khi thành lập. Nhóm 7 thành viên, bao gồm Kim Tae-hyung, V, Jung Ho-suk, J-Hope, Kim Nam-jun, AM, Kim Suk-jin, Park Ji-min, Jeon Jung-kook và Min Yoon-gi, Suga, đã đạt được thành công chưa từng có và để lại dấu ấn khó phai trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Người hâm mộ hành hương tới Hàn Quốc ăn mừng kỷ niệm 10 năm BTS ra mắt. Hành trình của BTS bắt đầu vào năm 2013 khi họ ra mắt với tư cách là kẻ yếu thế từ một công ty âm nhạc đang gặp khó khăn trong bối cảnh K-pop cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, phong cách và thông điệp riêng biệt của họ đã gây được tiếng vang với người hâm mộ trên toàn thế giới. Đưa cả nhóm lên một tầm cao không tưởng, trong thập kỷ qua. Họ đã phá vỡ nhiều kỷ lục, giành được vô số giải thưởng và mở đường cho các nghệ sĩ K-pop khác. Để kỷ niệm 10 năm thành lập, những người hâm mộ BTS, được gọi một cách trìu mến là ARMY, đã đổ xô đến Hàn Quốc để tham gia lễ kỷ niệm. Thành phố Seoul trở nên sống động với ánh đèn tím rực rỡ, tượng trưng cho màu chính thức của ban nhạc, các địa danh như tháp Namsan, tháp Lotte Won và cầu sông Hàn đã được chiếu sáng, khiến thành phố chìm đắm trong không khí lễ hội, theo CNN. Rowan Joss và Katie Mai, hai sinh viên đại học đến từ Scotland đã bắt đầu một hành trình đáng nhớ đến Hàn Quốc. Họ cùng nhau khám phá các địa điểm kết nối với BTS. Những siêu sao K-pop nổi tiếng đang kỷ niệm hành trình 10 năm đáng nhớ với tư cách là nhóm nhạc nam lớn nhất thế giới. Trong chuyến hành hương được chia sẻ bởi hàng ngàn người hâm mộ, Joss và Mai hòa mình vào sự hiện diện của nhóm 7 thành viên. Lên đường đến Seoul để trải nghiệm bầu không khí sôi động của thành phố và tham gia các lễ hội. Các chuyến tham quan có hướng dẫn đã xuất hiện, cho phép người hâm mộ tìm lại dấu vết của BTS. Từ địa điểm quay video âm nhạc đến quê hương của các thành viên, người hâm mộ có cơ hội trải nghiệm những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với nhóm. Làng văn hóa Gamcheon ở Busan, nơi từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Với bức tranh tường của các thành viên Jimin và Jungkook, những quán cà phê và nhà hàng từng được BTS lui tới trong những năm trước khi ra mắt đã trở thành địa điểm hành hương của người hâm mộ khắp nơi trên toàn thế giới. Tác động của BTS vượt xa âm nhạc của họ, nhóm đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng và phá vỡ các kỷ lục, định vị mình là những người tiên phong trong nền âm nhạc toàn cầu. Thành công của họ đã nâng cao tầm nhìn của đại diện châu Á và thậm chí đã làm dấy lên các cuộc trò chuyện về phân biệt chủng tộc. Thông qua sự hiện diện trên các phương tiện truyền thông xã hội và nội dung hậu trường, BTS đã xây dựng mối liên kết xã hội mạnh mẽ với người hâm mộ của họ, tạo nên một kết nối không thể phá vỡ.